Thời tiết mùa hè nóng nực là thời điểm thích hợp cho những chuyến du ngoạn trên biển, vui chơi ở công viên nước hay đến bể bơi để giải nhiệt. Tuy nhiên, những điểm nóng này tiềm ẩn nguy cơ đuối nước cho bất kỳ ai. Có bao giờ bạn thắc mắc cần phải làm những gì để hạn chế đuối nước? Liệu có phải chỉ cần biết bơi là đủ? Hoặc là nếu thấy người đuối nước khi đang du lịch thì bạn cần phải làm gì hay chưa? Hãy cùng tìm hiểu những điều đó qua chương trình Tuổi Thơ ngày hôm nay nhé! Các bạn không có được đùa giỡn trên thành hồ, nghe chưa? Dạ sao đâu thầy, bình thường em cũng hay giỡn, với lại là tụi em đều biết bơi hết mà thầy. Biết bơi thì cũng không có nên là đùa nghịch ở trên thành hồ. Vì nguyên nhân là khi có con giỡn trên thành hồ thì nó sẽ xảy ra những cái chấn thương đáng tiếc. Ví dụ như là khi một bạn ở trên thành hồ mà nhảy xuống là sẽ cắm đầu, hoặc là có thể là va chạm đập vào những cái thành hồ, sẽ xảy ra những cái chấn thương ngoài ý muốn hả các con ha? Vậy thì cái nguy cơ nào mà dẫn đến đuối nước hả thầy? Cái thứ nhất là cái về cái chủ quan của người lớn, hoặc là có thể là không nhìn ngó các con đang tắm, có thể là các bạn đi tắm một mình, không có người lớn đi kèm, vân vân. Rồi cũng có thể là không biết những cái vùng nước sâu, có thể là không biết những cái vùng nước xoáy, có thể là không biết những cái vùng xoáy xa bờ ở vùng biển, hoặc là ở ao, sông, hồ, ao ngồi, được cái đáy hồ cũng có thể xảy ra những cái thương tích đuối nước. Thầy ơi, vậy mà khi mà mình đến những cái hồ bơi á thầy, thì mình có những cái lưu ý gì không thầy? Thì có con khi vừa lên hồ thì sẽ có một những cái bảng hiệu biển báo, ví dụ như là độ sâu của mực nước vân vân. Rồi có thể là có những cái nhân viên cứu hộ, người ta sẽ hướng dẫn phân luồng cho các con bơi, điểm nào là làng, nào là làng dành cho các con tập thi luyện thi đấu, phần nào thì là dành cho làng, nào dành cho các con bơi tự do, và làng nào là dành cho các em nhỏ học. Ví dụ như độ sâu là 2m15 là điểm, là điểm sâu của hồ thành hồ. Và điểm cạn nhất của điểm của thành hồ là gì? Ví dụ như là 1m28 thì các con đi từ trên xuống dưới thì sẽ có mực nước thấp lần ha. Các con thấy được cái điểm nào điểm cạn và vị trí đó là vị trí an toàn. Trước khi xuống hồ thì cũng phải khởi động, rồi cũng phải là vận động cơ thể toàn thân để cho khỏi gặp những cái sự cố xảy ra đáng tiếc, ví dụ như là chuột rút. Mùa hè này á, thì các bạn đi bơi với gia đình rất là nhiều, mà đặc biệt là các bạn thích đi biển nữa thầy. Vậy thì khi mà mình đi biển thì mình có cần phải lưu ý những điều gì để mình phòng tránh đuối nước? Khi con xuống biển cần tránh những cái trường hợp sau, ví dụ như là những cái vòng xoáy xa bờ. Những cái vòng xoáy xa bờ đó là thầy nói nôm na là các con sẽ hiểu là những cái vùng nào mà không có sóng. Những vùng nào không có sóng là những vùng đó là gọi là vùng xoáy xa bờ. Vùng đó sẽ chảy ngược ra ngoài biển. Nếu những cái trường hợp bạn nào biết cách xử lý thì sẽ không bị đuối nước. Nhưng cần lưu ý thêm, những bạn mà lần đầu tiên hay là đi bơi biển rất là nhiều lần cùng với gia đình bố mẹ thì nên cần tránh những cái điểm sóng, gọi là những điểm không có sóng. Thầy ơi, nhưng mà lỡ mình xui xui mình vào những cái vùng xoáy xa bờ thì làm sao để mà mình thoát ra an toàn? Khi mà vào vòng xoáy xa bờ rồi thì các con cứ bình tĩnh. Cái thứ nhất là phải bình tĩnh, đúng không? Khi bình tĩnh được rồi thì các con sẽ bơi ngược, bơi xuôi, bơi theo cái chiều nước chảy ra, và đồng thời bơi tách cái vòng xoáy xa bờ, vòng tách sang bên trái, có thể là tách sang bên phải. Chắc chắn là cái điều đó là sẽ không bị đuối nước. Điều cần lưu ý là các con không có được đi nghịch với cái vòng xoáy đó. Ví dụ như là khi vòng xoáy chảy ra thì các con không có được bơi theo, bơi cố gắng bơi ngược vào, thì tất nhiên là các con sẽ bị đuối. Đuối sức thì có thể là các con sẽ chắc chắn là một điều là sẽ bị đuối nước. Khi mà mình bơi ở dưới nước đó thầy, mà mình bị chụp rút thì mình phải xử lý như thế nào để mà có thể bảo vệ sự an toàn của mình hả? Trước tiên thì các con hãy hết sức bình tĩnh. Cái thứ hai là các con hãy là làm sao để mình la, mình kêu thật to lên để những người xung quanh người ta biết, thì người ta có thể là trợ giúp cho mình, có thể là người ta sẽ ra hỗ trợ mình, kéo mình vào vân vân vân. Vậy mà con cứ nghĩ đó là chỉ cần biết bơi thôi là đủ rồi, nhưng mà vẫn còn rất là nhiều điều mà mình cần phải lưu ý nữa. Nhưng mà thầy ơi, khi mà con muốn cứu người khác thì dấu hiệu nào là để mình biết là người khác họ đang bị đuối nước, và trong những trường hợp như vậy thì mình cần phải làm những gì ạ? Thứ nhất là giã gạo. Giã gạo là hai tay hai chân đập tung tóe nước. Thứ hai là
các bạn đó là vừa đặt chân vừa ngớp miệng lên trên khỏi mặt nước để lấy oxy. Đó là cái nhận dạng thứ hai, là tuyệt đối là không được nên nhảy xuống hồ cứu hoặc là ao, sông, ngòi hoặc là biển, là tuyệt đối là không có xuống nhảy xuống cứu trực tiếp. Thứ nhất là các con nên là kêu gọi những người lớn xung quanh, kể cả là mình biết bơi, hoặc là các con nhìn xung quanh đó thử có những cái vật dụng gì, ví dụ như là cây, chai nước, lọ nước, là phao bơi. Có thể xa hơn một chút là có thể có phao thì các con dùng phao. Tôi xa hơn một chút nữa có thể các con dùng quần. Quần thì một ống, các con cầm một ống có thể các con ném ra và kéo vào. Ống quần rất là dài ha. Và tiếp theo là những cái chai nước uống. Ví dụ như một chai nước một lít rưỡi, các con có thể là bạn bị đuối nước có thể các con ném ra hai chai nước, nó có thể là bạn kẹp vào nách và bơi vào. Rất là đơn giản thôi. Tiếp theo là thầy sẽ thị phạm nó thực tế hơn. Xin mời con qua. Đây là tình huống giả định đuối nước gần. Tình huống giả định đuối nước gần, khi ở tư thế gần thì có những cái vật dụng như cây, gậy, sào có thể là đưa ra cho bạn và đồng thời là đưa cho bạn và đồng thời và kéo vào trong hồ, thành hồ. Đây là tình huống giả định ở tư thế gần. Về tình huống giả định tư thế ở hơi xa một tí. Đây là tình huống thứ hai. Nếu hơi xa hơn một tí thì sẽ dùng có cây thì sẽ đưa cây từ sang từ bên phải. Bên trái đưa qua cho bạn và đồng thời khi bạn nắm cây thì kéo vào. Ở đây là từ tư thế ở hơi xa hơn một chút. Về tình huống giả định thứ ba là tình huống hơi xa hơn một tí thì kêu gọi những người xung quanh, có thể là người lớn người ta sẽ hỗ trợ cứu bạn mình. Còn không nữa thì có những cái vật dụng như là phao thì có thể ném phao trước mặt. Ném phao trước mặt bạn, đồng thời là bạn nên cầm phao và bơi vào bơi chân ếch vào nhẹ nhàng. Đây là những cái tình huống giả định khi bị đuối nước. Tuyệt đối là không xuống hồ để nhảy xuống hồ để cứu đuối trực tiếp thì có thể xảy ra những cái thương tích ngoài ý muốn. Những cái trường hợp ở xa thì có thể các bạn có thể là cầm những cái phao này, có thể là các bạn ôm chặt vùng người, có thể là đập chân hoặc là có thể bơi những cái làm sao cũng có thể là cơ thể mình vào trong thành hồ hoặc là vào gần nhất để khỏi xảy ra những cái tình huống bị đuối nước. Các bạn ơi, học bơi thôi là chưa đủ mà chúng ta cũng cần phải biết những kỹ năng quan trọng để có thể bảo vệ bản thân mình trước khi nghĩ đến việc bảo vệ cho người khác. Và đó cũng chính là điều quan trọng nhất trong phòng tránh tai nạn đuối nước. Hy vọng rằng với những chia sẻ của thầy Đế ngày hôm nay có thể giúp cho các bạn có thêm được nhiều kiến thức cũng như là kỹ năng bổ ích bỏ túi riêng cho mình nhé. Chúc các bạn có một mùa hè thật vui vẻ và đặc biệt nhất là phải an toàn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.